Vì tâm đắc như cái chỗ này nè, như chú Năm có viết trong cái cuốn sách thì tơ lòng một tí còn dương vấn thì thống khổ trên đời khó thoát ly. Cái đó đầu tiên tôi ở chùa thì tôi tâm đắc về hai câu đó, tôi mới trở về đây để tá túc chú Năm để tu, để mình học hỏi những cái lời nào mà chú Năm nói mình hòa hợp á, về tu về cái chỗ tự tánh của mình đó, tìm hiểu ngay đó đó, để mình đã gần với ổng để biết được nhiều về phần đó. Đó, tụi Năm Đắc chỉ là hai câu đó. Mình ra nó trở về đây là để tá túc gần chú Năm để tu. Rồi giờ xin hỏi mà vị ơi, cô nói về cái như thế nào mà cô nhận chú Năm thiết trên cái mạng đó mà về tự tánh, cô nhận được như thế nào, cô nói cho tôi biết về. Theo mình biết là mình nghe ông Năm nói là dễ hiểu, có thể mình thực hiện được thì mình đi tìm thôi. Thì nói chú Năm mà cô có ước nguyện là tu giải thoát ha. Rồi cô cũng nói lên chút dưới mấy chú này, giúp cho chú này hiểu vậy đó, về thành phần của cô vậy đó, từ quả vô đây cảm tự mình như thế nào đó. Thì hồi nào giờ mình cũng muốn gặp cái người cho nó dễ hiểu, với lại nghe mình nghe anh theo mình á, là mình thấy là cái này là mình tránh, mình đúng, mình thực hiện được, mình mong cầu, thì giờ mình nghe được thì mình hợp nè, mình đi tìm đó là ý mình. Thì đến đây thì dưới chú Năm đây thì ngày qua đây nhưng mà cho biết thêm nữa, thêm một vài vấn đề nữa cho nó là vô đây sáng sủa lên thêm nữa, về chuyện Phật pháp, về tự tánh chú Năm thiết. Mình thấy là mình chắc nó phù hợp thì mình mới ở lại vài ngày để mình theo mình học rồi mình có thực hành rồi mình sẽ hết bệnh nữa, tốt. Mà với cái cách chỉ cô Năm cho mà cô tu đó về tự tánh thì cô thấy cũng rất là dễ hành ha. Cũng nghe nhiều rồi nhưng mà mình không có hiểu. Cách cô Năm nói thì nó quá rõ ràng mà dễ làm, dễ hiểu mà dễ thực hiện, mình thấy mình khả năng mình làm được. Thì cô cũng xem qua nhiều ở trên cái TV với bên YouTube, cũng có các thầy đồ giải, cũng nhiều người đạo quanh Bà Hảo cũng giảng cũng rất nhiều. Nhưng mà giữa ông Năm đây với những người đó, cô thấy nói về tự tánh bên nào dễ nhận thức và dễ hiểu hơn? Cái ông Năm nói như thế nào, những người kia nói như thế nào vậy đó? Không phải mình nói về tự tánh á, tánh người nào giảng mình thấy dễ hiểu hơn vậy đó. Theo mình thì mình cũng hiểu theo ông Năm là dễ hiểu, dễ thực hành nên mình tìm để ông Năm. Cái đó là cái ý của mình, còn mỗi người thì mỗi cái suy nghĩ về mỗi cái hiểu khác nhau. Mình cảm thấy bên đây mình được thì mình đây, còn mình không phải kêu ai cũng theo mình. Đúng rồi. Tuy nhiên là cái người nào mà giảng mà dễ hiểu thực hành về cái pháp môn tự tánh á, thì nói ra người nào mà nó đúng chân lý giải thoát á ha, thì mình cứ mình làm theo, chứ không có bắt buộc là người ta theo người đó vậy đó. Tại vì chia sẻ chút xíu gì cũng được rồi. Cảm ơn cô nha. Tại vì như được rồi. Chứ cho tôi hỏi ví dụ như cô đây rồi cô tâm đắc như thế nào mà kể ra cái tự tánh của mình cho người ta biết cái coi. Cái gì tâm đắc thì chắc cô này mình tâm đắc như thế nào, câu đó ra sao mình thấy sao. Tự nhiên mình cảm thấy hoang mang, mình muốn là phải tìm cho bằng được cái con đường này. Cái tâm đắc thì chắc cổ cũng khó trả lời lắm. Mới lắm. Mới lắm, vì cũng mới mẻ cái sự hiểu. Chưa đó còn không biết, cũng muốn cứ mình nói là mình làm
không làm việc ác mình làm việc thiện là nói vậy là đủ, nhưng mà tự nhiên mình nghe ông Năm nói là cái đó là nó mới chưa mới có tới đó chứ chưa đủ đó là chưa toàn vẹn rồi mình tự nhiên nghe ông Năm nói cái à cái này nó tốt hơn thì mình mới đầu tìm tới thì đó là tâm đắc rồi đó, kể ra cho ta nghe nói rõ như thế nào thì chưa cụ thể lắm đâu, mình không dám nói gì nữa. Mình nói là nó thấy tôi với Lâm ổng giảng như vậy thì thấy cũng dễ hành và dễ tu, thấy cũng có sự cảm mến chú Lâm, cũng có cái vẻ hành đạo, tôi cũng mấy chục năm nay thấy ổng cũng có đức hạnh hiền lành. Ai gì được rồi, chia sẻ nhiêu đó đủ rồi. Chứ mới quá thì mình hỏi về tâm đắc thì những người đã mới không nhận nổi. Vẫn hiểu, vẫn chưa thấm rõ. Em là mới luôn, kiểu như là mới biết, nhưng mà tìm bây giờ mới tìm đúng thì ít gì cũng phải thời gian thì em mới thấm, có thể em cách thấm của em có thể em thấm hơn những người đã lâu, đó là vấn đề đó, em có thể em cảm nhận được, em có thể em làm được. Còn có những người mà người đã đi con đường đó mà đi cứ đi hoài con đường đó nhưng mà không có cái gì mới. Còn em là em mới đi nhưng mà em có thể là em sẽ làm được, em biết em sẽ làm được, đó là cách hiểu của em. Nhưng mà theo tôi hỏi, cho tôi hỏi nha, theo như chị thấy là ông Năm này đúng là một minh sư mà chị thường hằng mơ thì đối với mình á thì mình rất là tôn trọng thì mình mới tìm, còn mình cũng không dám nói là ông Năm là cái gì thì không dám nói đâu, mình đâu có nhận xét được, nhiều khi mình nhận xét là người khác nói con nó có cuộc gì thấy không, nó có nhận xét người khi người ta thương thì không nói gì, người ta không nói không. Nhìn người đố kỹ mình không dám nói, theo mình thì mình đủ rồi đó, được rồi đó, đúng rồi đó. Vậy để tôi tiết lộ chút xíu về cái tâm đắc cho cô ở Vũng Tàu biết ha. Như thay vì tâm đắc như cái chỗ này nè, như chú Năm có viết trong cái cuốn sách thì tơ lòng một tí còn dương vắng thì thấm khổ trên đời khó thoát ly. Cái đó đầu tiên tôi ở chùa thì tôi tâm đắc về hai câu đó, tôi mới trở về đây để tá túc chú Năm để tu, để mình học hỏi những cái lời nào mà chú Năm nói mình hòa hợp á, về tu về cái chỗ tự tánh của mình á, tìm hiểu ngay đó đó, để mình đã gần gũi ổng để biết được nhiều về phần phần đó. Đó tôi Năm đắc chỉ là hai câu đó, mình ra nuôi trở về đây là để tá túc gần chú Năm để tu. Đó, đó đó để cho cô hiểu ha, tâm đắc là như vậy. Tại vì chú Năm thiết không gà đó, trên đó cô thấy cái câu nào mà nó cô thích mà cái chỗ mà siêu thoát á thì cô nói lên cái chỗ đó gì thôi. Mỗi một người đều có tâm đắc mới đến đây, chứ nếu mà không có tâm đắc câu nào thì đâu có biết sao mà đến. Đúng vậy. Nhiều khi tìm tới em cũng không hẳn nói là mình phải siêu thoát, nhưng mà mình phải làm sao để cho mình thực tế và thực tại. Không tại vì cái chú Năm giảng mà tâm đắc cái câu nào siêu thoát hoặc là pháp môn tinh độ ông giảng gì niệm Phật thì, như thế nào đó thì cô tâm đắc về câu đó đó, thì em nghe cái gì mà mình không dính cái gì hết không này ha, cái từ mà không dính cái gì hết mà không theo ra tránh không đâu mà à. Nghe cái đó thì nói cái ông Năm nói khác hơn người khác, cái quán đã biểu mình phải bỏ tà theo tránh, bây giờ mình không theo tránh theo tà giống như mình là một mình em thấy ông này ông Năm lạ người khác mà mình thấy cái này nó mới hay này, ý nghĩa quá thôi. Cái đó cũng là cái tâm đắc rồi đó. Cái đó là cái gì em thấy là không giống người khác. Nó vấn đề nó ổn. Cái thứ nhất là ông là đại ca, có thể là mình giống được mà làm giống được nè. Đúng rồi. Và với lại là không cái đó nó không, tại sao không theo chánh mà cũng không theo tà. Đáng lẽ là bỏ tà theo chánh, bây giờ không theo. Rồi nói chung là có những cái nhiều cái suy nghĩ là mình thấy mình sẽ có thể mình tự, mà giờ mình quyết tâm làm mình tự, mà nói chung giống như là em đã tìm giống như tìm mà chung cũng mối không có đúng cái mối. Tự nhiên giờ mình là đúng cái lần sống mình sao không biết, tự nhiên nó lại vậy đó. Rồi vậy thì tôi bây giờ tôi hỏi cô chút xíu này ha, thì ông Năm chỉ cô là không theo chánh không theo tà, vậy cô nhận cái gì là của cô, cô nói lên chút xíu cho này á. Mình có cái tâm của mình, cái sáng của mình, mình cảm nhận mình làm cái này nó đúng hay là không đúng, mình nên làm hay không làm, thấy chỉ biết vậy thôi đó. Thì vậy thì tôi cũng giữ cho cô hiểu chỗ này ha. Như chú Nam muốn nói như vậy á, thì không theo chánh không theo tà,
mà cô phải trở về cái tâm Phật của cô, đó là không có chánh mà không có tà. Vì từ xưa nay á, nó không có nói nó chánh mà cũng không có nói nó tà, nó là ông Phật trong của cô đó. À, ông nào cũng muốn nói về ngay cái chỗ đó với cô đó, là cô hiểu được ngay chỗ đó, trở về tâm Phật của cô đó, cô hiểu rồi ha. À, vậy thôi xin đến đây dừng cho được rồi. Tay hai cái bàn tay, hai cái bàn chân tê nên mấy năm rồi. Dạ. Đi trị suốt. Nhà mình ở đâu hả bác hai? Mình khai lớn, cộng khai lớn. Rồi sao mà mình hay thầy nào ở trên núi mà đi lên núi để trị bệnh? Cái thằng cháu bị nó đi lên trển, nó đi thường thường nó đi núi ở trển á. Dạ. Đi lâm viên núi cấm, nó đi kinh điện mình qua gì ở trển á. Dạ. Nó đi lên trển nó gặp nhiều khi mấy ông thầy tổ ở trển á, rồi mới nói với nó là coi như là ông Phật ở dưới rồi mà không đi theo mà đi lên đây đây chi nữa. Đi trên này xa xôi, tôi gì giữ đi để chúng tới được có đi nữa. Bị nó thời gian nó chừng 5-7 bữa làm như trong mình không đi không được. Nó có đầu nó nóng, nó làm nó khó chịu mà mình. Ngay đầu nóng người đó hả? À, thì cháu đó. Thì là nó cái... mới đi về mới về ngày qua nè. Sao mà về thẳng xuống đây luôn, ghé đây luôn. Sao mà cái huynh đó biết ông Nam ở đây mà đến đây ha? Ở trên trển mới chỉ nói rằng mà nó đi trển về ghé đây luôn. Theo như bác biết gì nè, bác kể lại đầu đuôi câu chuyện của anh đó và dẫn lại tới đây. Thì coi như là đi trển trển về, dạ. Ở trển mới chỉ rằng nói hồi trển có ông Phật ở tại dưới, sao không đi ghé xuống dưới tìm. Dạ. Mà lên tới trên này, thôi đây sắp tới đừng có lên đây nữa, có gì lên ngay ông Phật trên đó, dạ. Dưới đó. Dạ. Thì nói thằng cháu nó mới về, nó mới nói hồi sáng rồi, cái bắt đầu nó mới chở tôi lên đây luôn nè. Dạ. Rồi bác tới đây bác thấy sao, như là ông này là đúng là ông Phật? Cái chuyện mình thì mình cũng như là làm sao mình biết được. Dạ. Chỉ dòm theo thấy cái cách mà điều trị cái vấn đề mà như bà con lối xóm đồ này nọ đen, thấy là nhiệt tình, thấy là vui vẻ. Dạ. Chứ không có tính cách gì mà hơi này nọ hết. Dạ. Bà con nào lại cũng vẫn trị tốt. Dạ. Hết đó. Thì cũng mong muốn làm sao cho ông Năm này ông trị cho bà con cho mau lành bệnh, cho mau hết bệnh. Dạ. Vậy là bác thấy ông Năm này là tương đối là một người tốt. Dạ. Yeah. Cũng là nãy với cái gì, cái lời nói của con của bác. À, đúng rồi. Dạ. Yeah. Vì ở trển tôi thấy là công nhận con cái là coi như nó đâu biết đây. Dạ. Yeah. Mà đi lên trển rồi ở trển kêu về phải về đây mà sao tại sao không về cũng ghé ngay trận đây luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Bác tới đây rồi, bác có một lời nào để nói với... Thì cái vấn đề mà chúng tôi mới lên đầu tiên, cái vấn đề mà cái trị bệnh á, thì cũng mong muốn làm sao ông Năm muốn trị bệnh cho mau lành bệnh. Yeah. Đặng tôi mới bắt phát lên một cái tài nói nữa. Yeah. Ở trển có ông thầy cũng như là ông Phật hay là cái gì sai khiến ông mới về ông trị bà con, nó rất nhiệt tình vấn đề mà bệnh hoạn mau lẹ, coi như có thể là như một cái lời nói mình tiên triền mình đã có trị rồi. Yeah. Có thể bao nhiêu người có thể là cũng theo mình đi lên để điều trị bệnh. Dạ. Bác hai có nghe cái pháp của ông Năm chưa? Dạ chưa. Chưa nghe pháp. Đã, mới lên đây là buổi đầu tiên này. Dạ con cảm ơn ông. Dạ, có chi.